Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, trong ngày hôm nay, 2 tháng 1, trên địa bàn tỉnh An Giang, ghi nhận 167 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4 ca là người ngoài tỉnh đến khám bệnh và phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Cụ thể, quyền chợ mới 39 ca, cộng đồng 26 ca phát hiện qua tầm soát cộng đồng và tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Sáng Nhi An Giang, khu cách ly 13 ca. Quyền Châu Thành 21 ca, cộng đồng 5 ca phát hiện qua tầm soát cộng đồng, khu cách ly 16 ca thị xã Tân Châu 17 ca phát hiện qua tầm soát cộng đồng và khám sàng lọc tại bệnh viện. Thành phố Long Xuyên 16 ca cộng đồng phát hiện tại bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang. huyện Tịnh Biên 15 ca cộng đồng phát hiện qua triêm vết bạo động. Quyện An Phú 13 ca cộng đồng 12 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại trung tâm y tế và trạm y tế, khu cách ly 1 ca. Thành phố Châu Đốc 11 ca cộng đồng 1 ca ở phường Châu Phú B phát hiện qua khám sàng lọc tại trạm y tế khu cách ly 10 ca, quyền Thoại Sơn 11 ca, cộng đồng 5 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, khu cách ly 6 ca, quyền Phú Tân 11 ca, cộng đồng phát hiện qua tầm soát tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh và Trung tâm Y tế Phú Tân, quyền Tri Tôn 9 ca, cộng đồng 7 ca phát hiện qua tầm soát cộng đồng, khu cách ly 2 ca, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 4 ca có địa chỉ ngoại tỉnh đến khám bệnh và phát hiện tại bệnh viện. Chỉ vậy trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh An Giang đã có tổng cộng 33.253 ca nhiễm COVID-19. Về tình hình điều trị, số điều trị khỏi bệnh trong ngày 243 ca, số ca tử vong trong ngày 19 ca.